Chỉ trong vài phút mở bán, vé xem concert đầu tiên trong vòng 5 năm qua của Adele hoàn toàn cháy vé, khiến hàng ngàn fan phải ra về trong sự nuối tiếc. Tour diễn Bắc Mỹ kéo dài 56 ngày của Adele vừa được công bố hồi đầu tuần, sau khi album Certified của nữ ca sĩ này đạt mốc kỷ lục.